Xin chào quý vị và các bạn. Mình xin giới thiệu với các bạn về một giống cây trồng mới được du nhập về Việt Nam. Trước mắt các bạn đây là mình đang quay cho các bạn xem là cây vải không hạt. Cây vải không hạt cũng có những cái cây nó bắt đầu có quả bói như thế này rồi mọi người ạ. Đó, có một số cây nó đã có quả bói nhưng nó lại vẫn là vải giống thôi, chứ không phải là cây trưởng thành rồi. Ở bên đất nước Đài Loan, đây là mình nhập hàng từ Đài Loan mọi người nhé. Thì túi bóng của cây là vẫn còn nguyên này. Bạn nào mà làm về nông nghiệp thì nhìn chắc là biết là đã chuẩn rồi. Thì mình có lấy ra hai bầu. Đây là cây vải giống vừa mới về xong. Tuy nhiên thì nó cũng được xén đất bằng công cụ chuyên dụng của họ. Vì ở bên đó họ không làm bầu, họ ghép trực tiếp trên luống đất. Và khi vận chuyển về Việt Nam là họ xén bầu. Tuy nhiên đây là mình yêu cầu thôi, chứ ở bên đó là họ rổ rễ trần luôn. Ngày mai bên mình vào bầu cho cây thì sẽ cắt toàn bộ cái lá này đi để giảm sự thoát hơi nước và giúp cho thân của cây sẽ có một cái lượng dinh dưỡng, không bị nuôi lá, không bị thoát ra ngoài, vì giai đoạn này là rễ cây một số là đang bị chặt đứt và ảnh hưởng đến cây, gây chột cây. Mình sẽ cắt bớt lá đi để cây nhanh bật mầm và nhanh ra rễ. Thế còn trên thị trường hiện nay thì có rất là nhiều bên bán vải không hạt các bạn ạ. Mình cũng cảm thấy rất là bức xúc, nhưng có lẽ là đây là việc của các cơ quan chức năng thôi, không phải là của bên mình. Vì là người ta bán hàng không đúng, người ta trục lợi trên cái niềm tin của người khác về cây trồng. Đây là mặt hàng mình đang nói là cây trồng thôi các bạn nhé. Thì cái cây vải ở Việt Nam chúng ta ấy là đây ạ. Xin giới thiệu với mọi người, đây là cây vải thiều của Bắc Giang. Và được, đây là cây ghép nha, cây ghép đã sống rồi. Và bầu ở Việt Nam là bầu làm nguyên vẹn như thế này, chứ không phải là bầu như bên Đài Loan họ làm như thế này. Đó, đây là bầu của bên Đài Loan họ nhập lại, nhập về. Và rễ nó sẽ bị chặt đứt. Thứ hai là cái phương thức ghép thì nó cũng không khác nhau nhiều. Tuy nhiên ở cái mối ghép của cây vải Đài Loan thì các bạn nhìn nó rất là rõ này. Nó không được trơn tru mịn mà đẹp. Nhưng cây vải ghép của thằng Việt Nam thì lại làm rất là... Đây, kiểu nó đã khác à. Đây là ghép đoạn cành, kiểu nó đã khác rồi đúng không? Các bạn ơi, các bạn theo dõi cái video này và chia sẻ video để nhiều người biết là hiện nay trên thị trường có rất nhiều người lấy vải của Việt Nam bán thành vải không hạt. Với cái giá trị của cây vải ở Việt Nam chỉ dao động từ khoảng 20 đến 25 nghìn đồng thì lại bán thành cây vải không hạt có giá trị tầm khoảng 5-60 nghìn. Như vậy họ đã có lãi rất là cao rồi. Và họ đã chào sai vào cái là cây vải của Việt Nam là có hạt to chứ không phải là không hạt. Còn cũng có một số trường hợp họ lấy cây vải thực sinh, có nghĩa là ở cái đoạn trên này chưa được ghép và bán thành vải không hạt. Cây vải thực sinh chỉ có giá từ 6 đến 8 ngàn đồng thôi, nhưng cũng bán thành 50 đến 60-70 nghìn đồng. Thành ra khách hàng nói là bên bán hàng chuẩn thì lại bán đắt, còn cái bên bán hàng kia cũng là vải không hạt mà sao bán rẻ thế. Thì mình xin trả lời là cái chất lượng giống nó quyết định đến cái giá. Bây giờ cái cây vải không hạt này nhập về nó đã giá nó đã cao rồi thì mình chắc chắn là phải bán tầm khoảng 65 đến 65 nghìn trở lên là đối với giá sỉ, còn giá lẻ sẽ cao hơn. Nhưng họ lấy cái cây của Việt Nam chỉ có 6 đến 8 nghìn mà họ bán thành 50-60 nghìn thì siêu lợi nhuận quá. Vậy mọi người hãy lưu ý nhá. Còn cây vải không hạt của bên mình thì đây là cây mình vừa về hôm nay. Còn hôm trước thì mình có về một lô thì mình cũng đã tuốt lá đi để cho nó tăng cái sự phát triển ra rễ. Vừa rồi mình có làm một cái video ngắn thì mình cũng đã xé cái bầu này ra. Vì hôm trước là nó về mình cũng vào nguyên bầu thì rễ mới nó đã ra đẹp như thế này này. Rất là đẹp, rất là khỏe. Tuy nhiên ở trên thì nó chưa bật lộc non, nhưng mà cũng có một số cây bật lộc non như thế này rồi. Khách hàng rất là ok khi mà lấy cái hàng này bởi vì cây nó đã ra rễ ổn định và đảm bảo sống. Rất là cảm ơn quý khách hàng đã luôn tin tưởng bên nhà vườn Đạt Nhung cũng như là tin tưởng bản thân tôi để luôn luôn có cần cái gì là hỏi ngay hoặc là đặt hàng cho bên mình để bên mình phục vụ. Thế nhưng mọi người cũng thông cảm bởi vì cây hàng chuẩn thì không bao giờ có giá rẻ cả. Nó chỉ ở cái mức sàn giá chung mà mình cũng nhập về thì chắc chắn là kinh doanh thì phải có lãi, nhưng mà lãi ở đây nó cũng rất là nhỏ mỏng thôi để còn có khả năng phục vụ được nhiều khách hàng hơn. Vì khách hàng bây giờ cũng biết so sánh giá rồi tìm mua những nơi rẻ mà uy tín, thì không có lý do gì một trung tâm lớn như bên mình lại không phục vụ được ở những cái điều cơ bản như thế cả, đúng không ạ? Thì mọi người theo dõi video thì chia sẻ để nhiều người biết hơn đến cây vải không hạt cũng như là những cơ sở bán giống chuẩn, và hãy đề phòng để không mua phải giống giả mọi người nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo ạ.